tao tắt quay lại. Bấm đâm đổ và tắt quay lại. Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay bác Thành Vlog sẽ nướng gà siêu cay nha cả nhà. Mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Đấy. Thơm phức luôn. Thơm lừng luôn. Đấy. Cực kỳ ngon luôn cả nhà. Cực kỳ thơm và cực kỳ ngon luôn đấy. Wow. Thơm không thể tả nổi nha cả nhà. Trời nắng nóng mà chị ở nhà anh em làm vài con, làm vài lon bia uống chơi cho nó mát. Đấy cả nhà. Quá ok không? Siêu cay, gà siêu cay cực kỳ ngon luôn. Lâu lâu làm món gà siêu cay ăn nhậu chơi nha cả nhà, cực ngon luôn. Đầu bếp là anh Bá Hiếu TV. Đấy, anh Bá Hiếu TV đang nướng đấy cả nhà. Quá chị quân đi tới cho mời được quân đi phụ tới quán cây này em á. Gà nước siêu cay khổng lồ cực ngon cá nhé, nồi gà nhé. Tại sao gà siêu cay nha cả nhà ơi.